nhưng rồi nó chắc là nó chỉ mẹ cháu có như sẽ là sau này sẽ tự lo nó chơi giờ mà tiếp cho y lo gì li ở phần cỏ nó tới ta lo gì li rồi cho nó chốt li là từ khi nó chơi là nó cháu lo cháy nó cháu ha từ chỉ lâu thì nó không bao giờ đang chơi nó đang tới là sản xuất nó từ khi nó còn phụ tiền thật khi như ha thì nó chạy được khắc nhớ ha chị lấy mong thay ta là sờ dù thay khẩu nó có cho mẹ tao say rồi em sẽ say cho nó cháu rồi say nó nữa là nó cháu mới làm trên nó thay thì mất ký cho ký cho cái nó chạy ha rồi ô chọn cho con xe nó con xe này chị rồi mất ký hết sức là nó chị có mất tiền lại tất nhiên mà chị là lâu chơi mất tiền plau ít được gì chị mà nên mất cho nó ký rồi bọn nó chơi giờ ít lù ít lù giờ bây giờ phản khi em đóng giờ bây đó là đừng chơi cái lù bây giờ là lâu cứ chơi đó chơi nó chơi muốn cho chúng chơi tao hả vậy như là nó cháu nó thịt lá ha chứ là bây giờ tôi bay đang vì anh chơi tư tôi bay cho tôi chơi nó ở chơi tôi bay để cho nó cho bây giờ tôi trong đầu bay ha để cho xử lý ta cho biết thành sáng thế giờ tới khi mà tập lối cho mình thì tập lối lại chơi là cho hai chỉ lò ha ở tùm là lò tùm mình nhớ tôi rồi ai vự nhớ rồi chơi là cái hàng xin lỗi thì các chị người đi chơi cũng đi lắm á lại một tí tư à chơi lại đây mỗi lần chơi có tệ cháu nhớ có tệ của em đừng có đâu có hỏi mua cái tiền chị đang làm và chị đang nói về ông bà ở đâu có mua sức thì chị vẫn chỉ là tại sao chị đã được bài gì nhưng chủ tế cho cha chị có thay á chị chứ có chị bài gì cho nên chị thay gì rồi đó cứ lo không một sáu lo không mấy chị thôi chị nó tư mà thay này rồi ก็ซื้อซักก็ขึ้นคือจะได้จะค่าของเราหนึ่งไปดังจ่อเดี๋ยวนะคุณ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 
Thank you.
cho nó chơi ta tạo ra gì mong dạ sơn su nó cho mấy tôi say hoa cho à nho cho bé đồng sinh khổ nó nó thì kia non tề đồ luôn ha thì cho nó chơi cháu phố ta cho nó chơi ra đây lúa vàng nhung chọn chỗ sát tại đây chơi cho nhỏ lúa vàng nhung lúa cá chê này chơi nó là cháu là nó cháu thì luôn đó từ chị cho tôi khu tề nó cho cô lấy là chị tao lúc ăn nó được cô khu đấy xem mà chị tao nó ăn được sao bắt tao lấy lúc lấy nhau đồ dùng lúc tao hậu chế nhau hậu chế hậu chỗ lại bên nó chế dùng lên nó nữa phước thì trong thì ưu tề cho hôn tí xí tôi nhau nó tao y lúc dùng nó xem mà thì chị tao lấy đem họ xí thì cho trong tí nếu cho dùng cao hai dùng để trà cho để trà này nữa đợt lu đợt trong nó sẽ tỏ gì chị chỗ mà y lu giò nhớ sẽ tỏ ha lu giò sẽ tỏ mà nên nhớ cho trong mình chỉ dùng y ạ để trà tiện nó mà dùng cao thành giò tỏ thì bao một cần cao lu giò sẽ tỏ mà dùng cao trang này nữa cháu tiếp vào lấy chai trà chè bây giờ muốn nó chai nữa để cho mình được cái muốn nó chai ok mà sẽ cho nó mỏ ok và tan tự nụ giò chỉ phải tháo thằng nó thì mua lúa thải lên đâu thì cha đi chỉ thay thử ô rau mà nó cho kiếm chè thì có là kiếm được cho xong chè ý thẳng đừng đâu chẳng đã giải chè là gì chè cha đi chỉ thay ô rau mà gì vậy lại thì tự ô lại gì cho mình tôi xây hồi chuột sang rau xứ thì mua nó mua chè là ha cháu cho cô rau nó mò bên nó mò chỉ mất dù họ chẳng làm bồ ha bên non gì nữa chẳng chè kí kì cái khó ăn luôn ê chê nhà ưu lưu gia lúc đó sẽ nhờ tị cho à tao cho là của thứ cái gì chắc nó nè cho nên cho chúng kì mất đầu nên chạy còn để tôi phi em trừ là giờ tại tôi tổ họ là nữ chỉ mặc tán thường cầu đấy cho nên cho kì này chê cái ha hả gió cho kệ là cho mua cái lúc bóc khá cho ha cho hư gió cho ha nên là bé đã chào kia nữa cho nó chê tí họ ô mong lói cho bé nữa dạ dạ cho tù ở bao ha bao ô tù nùng có tù tù nữa chê ra lại cho bác cư nó tô tê nó mong cho được chú đồ bé nó nên là bác cư lộ tù bác cư khán xí nữa cho bác cư nó mà ý xong con gì đó nó ý ra sẽ khán gì cần cả mỗi chú đồ lúc chú đồ nó bất cứ tê hay là mỗi chú đấy là nó chỉ là phát ánh sáng rồi hay là mỗi hào chỉ là sản tê tê như chú cho cái gì hay là nên bao tuần nhận giờ đó tôi thường thích chép lá để chạy được cái nào bây giờ mỗi chú tay ra nên nó chỉ có rau mình chú mình chỉ ở thành thị chứ thì nó học cả sản nó cây nhá nó cây để được cái nào mấy tôi có sao có chơi chỉ có cái mà tôi làm được thì ba con thằng ba chỉ thao chơi mê sản chủ chơi tô chơi chơi hôm nay chơi tôi giờ là su là chơi tôi luôn là chơi chân là tao sao thì tao lấy cái đồ đá khát rồi tôi ta lấy giỏ bọn nãy con muốn lấy cho chúng xe nó hả nơi chơi cho nó cho chơi chơi chát phải đủ nó xứ chơi phải cho nó là tu chỉ mới cho nó để cho peo món nó ha nãy hôm nay ở tôi chơi xong cho nó chơi chơi xong luôn chị nó hôm nay chị sẽ giỏi chị á tại vì sao kia nó mà hôm nay chị đang gọi giỏi cục phụ các kho chị đang gọi giỏi lấy nhung ha cho á chị sẽ ok xê cho nó chị không có xa nữa lấy nhung ha cái tàu ô mọc bên nát dạ nó là chị làm lấy nhung ha cái tàu cho nó chị bê mất hồ hả ta thế mới lên hồ đàm lấy nhu nọ nó xì rồi mới lấy cho trong gặp bố hồ ta nhờ bố tổng đăng là giá chị nó cửa hà chị thư ạ ơ chờ nó cho nhờ bó khá nhờ băng khá bó khá thì á chị chờ bệt lờ lè ồ ô mô hả xôn chú ha con dự cán cơ anh nhìn mày nó mặc cái sao đó nhà chúng ta chạy trong chốn nhỉ chị mỗi tôi chị mà nó mất sự sợ bị chơi chơi ít tàu gấu anh tao mất sự chị mất lấy để tàu bên nó ở nơi bên ngoài này rồi chị gái tàu tôi tàu sáng bị tôi mất cái tên nó lại
chỗ thì chỗ ít cho đi nó hôm đó hôm mai ít tàu đâu cái gì cái món nó chỉ chỗ đi nó chỉ cái hàng nó cái cán cần gạo ê chỉ cái hàng chỉ là tại chỉ cái xí nó chỉ cái gì cán cần gạo đi chúng tôi xong luôn nó chè bây giờ mới nói nó bây giờ là chỉ là mua phô hào chua sữa mua phô hào chua chè nó cha chè tổ cho luôn chứ nó xứ chè tổ cái nó có nó chè mà mua phô hào đó mua phô hào thêm lại nó xứ nó là chè nó hào chỉ mà lấy tuổi cho nó cháu có phát cát luôn chứ sữa chị nói chị cho nó xem cái tổ chị biết chọn thì nhớ cho khỏi ái học phụ cho chị cái chọn tôn thì chọn lúc chốt đi ha cậu đi nó mà tôn không bao giờ chọn chị nữa nhớ cho khỏi chờ e cho lúc hà e à non non thì cô đang cho xong cái tổ hẹn nó cho nó xem lại cái lên cho hứng lúc cái tổ tổ anh chị cho hứng xem để chị tập tổ để biết chị cái nó để con lại con lại chọn cho hứng xem ôi yo mà cái nào ở đây chúng ta luôn sẽ hầu nó chè ít là sạch sa chè mà lấy món bu cha hồi tu nó có bất cứ chè tới trên chu pa tới giờ lấy nọ hello ít là cho nó sạch chè được cái nọ kia nó ít là lấy tè sạch tè của mà món bu được cái sạch là nọ kia cho nó chè chú lấy bé cho bất cứ lọt lu bất cứ lọt cái gì sao đó chứ mà nó bao ước chè mong cho tỷ em từ lâu có lợi chứ một tao phải tuân sai xử lý ta luôn đó chứ mà nếu mà chúng ta học chỉ để lâu ta nhưng tỷ nói chung ta hỏi mà muốn cho nó chè ư cho cá lụt chè nữa sao nó cho tôi mong buồn đấy rồi này nó cho chi nó chè được bên nó bất cứ ok nữa nó chè giờ nó sống phần đa món hậu chuối nữa chả nó hỏi lấy được chè mồm mũ để chè cá cho nó sống nó chè nó của nhãn non đã luôn bầu cái chấm lông nó mà cá cá thì gió món gì hết gió nó là tại từ nhãn chè cá cá nó chỉ cho chị nhãn tê cứ chị cá ha cho đâu cũng là dành cho xong ha tiếp phụ và chứ cho bất cứ rau phải gì ha bao lại cho rau ha cho nó xe ôn nó đấy này nó cũng là có chị mang ba tôi được bên nó thì nó ha nên là chị thì cứ mua rau nó cho nó về nó bên nó chị tại vì mua nhà rồi dù nó chị cứ đi mua nó mà nó đóng nhãn nó đó chị mà nó nhiều mua nhà mà xa lề đấy nó xa lề chỉ chay chay ngày thầy cháu xứ đó nên là chị mua mua đâu vậy cháu thì nó đôi chân lúc nào mà chị nên sao lấy mua hết sữa lúc chay lúc khô lên bao chi liều bà chị nên là rồi chị tôi chỉ bón thả chị nó cứ gió nó nhẹ đó nó chỉ lúc chay chị nên nên lúc nào chị không mua đâu chị tao mua cho xong xe mua cho xong cái gì cho xong là đâu vậy nào cho xong lúc uống nó họ thì lúc chay là cũng chỉ cho gió nhẹ đó nó cũng là cũng băng băng tao đây này không tao được đến nó ha nếu cho nên đào đồ cũng làm ha bé phụ của nó và ta cần đồ nụ đồ bé nó bất cứ đầu ok nó sẽ tiếp tục bất cứ ok cho nên chị nhỏ bất cứ cái gì bất cứ lòng chú chị là cái gì cần đồ đây luôn bé bất cứ cái gì là chị là cái gì cần đồ là cái nó lòng lòng nó bất cứ nó nè thì đồ bé nó bất cứ ok à tại vì nó để thay là nó cho ô chai mẹ nó ít nước môi thì gầu môi chi tổ nó lấy khó nó sẽ thì khi nào chị ô chai nó chị tháo thả nó thả bể ô nó làm đâu vậy chị phải à thật thả là chị cho đi chị thay là chị bao họ tôi tôi xuống lại bất cứ cho xuống tôi rồi chị mãi rồi à chưa bất cứ hôn cho xuống nó chị tôi chọn đủ hai chị đọc ra món đó à cho chị hỏi lên đâu biết sai chỗ là nó cho bé ôi đó mà nó hao cái mà xin chị cho nó